Hồ Văn Cường đón tin vui dịp Trung thu, netizen phản ứng thế nào? Nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường thời gian qua đã hoạt động vô cùng sôi nổi. Anh chàng liên tục góp mặt ở những sân khấu lớn nhỏ để có thể góp phần tài năng nhỏ bé của mình qua lời ca, tiếng hát tới khán giả. Tất nhiên, anh chàng cũng nhận về vô số sự ủng hộ, động viên, đặc biệt là từ fan club của mình. Mới đây, một khán giả đã đăng tải dòng trạng thái thông báo thành tích mới mà nam ca sĩ vừa đạt được. Theo đó, sân khấu Về Quê Ngoại của Hồ Văn Cường từng trình diễn trên một sân khấu ca nhạc cách đây khá lâu đã chính thức cán mốc con số 2 triệu lượt xem trên một nền tảng vào đúng dịp Trung thu năm nay. Không chỉ riêng ca khúc này mà ở những sản phẩm khác của Hồ Văn Cường cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực, thậm chí là thường xuyên lọt vào top trending. Điều này đã khiến khán giả, đặc biệt là fan của Hồ Văn Cường cảm thấy tự hào. Qua những điều này có thể thấy giọng hát của Hồ Văn Cường vẫn còn rất xịn sò. Đồng thời, những sân khấu triệu view mà người hâm mộ dành tặng cho nam ca sĩ sẽ là động lực lớn giúp Hồ Văn Cường nỗ lực hơn trên chặng đường ca hát của mình. Để có được thành công như ngày hôm nay, giọng ca 10X chắc hẳn không thể quên công sức của danh ca Ngọc Sơn, một người thầy đã giăng tay giúp đỡ sao nam khi quay trở lại showbiz. Từ những bài học đầu tiên về âm nhạc, về cuộc sống từ danh ca Ngọc Sơn đã giúp Hồ Văn Cường mạnh mẽ, tiến bộ hơn mỗi ngày. Để giờ đây, sao nam có thể tự tin ở nhiều thể loại âm nhạc, thậm chí là nhạc trẻ, thay vì chỉ một màu như trước. Bạn nghĩ sao về Hồ Văn Cường của hiện tại? Hãy bày tỏ quan điểm, cảm nhận của mình để Ibis được biết với nhé!